gần 70 km về phía Tây Bắc là cửa ngõ đi vào thành phố Đà Nẵng trên tuyến đường xuyên Á. Đại Lộc hiện ra như một bức tranh tươi mát với núi đồi, làng quê, những thôn xóm trải dài theo các dòng sông, Vu Gia, Thu Bồn của đất Quảng. Thành lập vào năm Thành Thái thứ 11, 1899. Tuy khá muộn về mặt hành chính, nhưng Đại Lộc đã là một phần của vùng đất từng được mệnh danh là ven dầu của Đại Việt. Lịch sử hình thành và phát triển của Đại Lộc gắn liền với hành trình mở đất của dân tộc Việt về phương Nam. Nơi đây từng là một trong những căn cứ quan trọng của phong trào nghĩa hội Quảng Nam buổi đầu chống Pháp, từng là nơi khởi phát phong trào chống sưu thuế năm 1908, làm rung chuyển bộ máy thực dân phong kiến đương thời. Lịch sử đã để lại trên đất Đại Lộc nhiều di tích huyền thoại gắn liền với các nhân vật, sự kiện quan trọng, không chỉ với riêng miền đất này, như chùa Cổ Lâm, Động Hà Sống, Cồn Văn Thánh, Đình Phiếm Ái, Miếu Thừa Bình, địa đạo Phú An, Phú Xuân, cầu Ông Nở, Thượng Đức, như giai thoại về trái Nam Chân và bước chân tàu quốc của chúa Nguyễn trên bước đường mưu đồ khôi phục nghiệp bá, giai thoại về bà Bang Nhãn, một nữ sĩ tài hoa, về danh sĩ thơ trào phúng đất Quảng Tú Quỳ, về ẩn sĩ Tùng Sơn trên đỉnh núi Bằng Am lồng lộng mây ngàn. Đại Lộc còn là quê hương của các loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo và các lễ hội dân gian đặc sắc, như lễ hội Bà Phường Chào, lễ hội Bà Chúa Ngọc, lễ vía Ngũ Hành Tiên Nương, hội đua thuyền truyền thống, là một phần bản sắc văn hóa truyền thống đậm đà của vùng đất. Tất cả đã tạo cơ sở vững chắc để xây dựng một Đại Lộc quyến rũ trong xu thế phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn tương lai. Bắt nguồn từ dãy núi Sơn Gà thuộc địa phận xã Đại Đồng, suối Mơ là khúc biến tấu của đá, nước, cỏ, cây hòa quyện thành bức tranh tuyệt đẹp của thiên nhiên. Đến suối Mơ, du khách có thể nghỉ chân ở những tảng đá lớn, dập bóng cây, thưởng ngoạn cảnh thác nước từ trên cao ầm ào đổ xuống những vũng sâu trong xanh, in bóng mây trời. Cách suối Mơ không xa là chùa Cổ Lâm, tọa lạc trên đồi Am Thông. Đây là một trong những ngôi chùa cổ ở Quảng Nam. Chùa Cổ Lâm gắn liền với một phần cuộc đời hoạt động cứu nước của chí sĩ Trần Cao Vân, một tấm gương trung liệt hy sinh vì đất nước. Ngược về phía tây, du khách hành hương đến Thượng Đức, ngọn đồi Án Ngữ bên tả ngạn sông Vu Gia. Thượng Đức trước năm 1975 là một căn cứ quân sự với hệ thống phòng thủ kiên cố, được chế độ Sài Gòn mệnh danh là cánh cửa thép Án Ngữ phía tây nam thành phố Đà Nẵng. Tháng 8 năm 1974, sau 10 ngày chiến đấu khốc liệt, chi khu quản lý Thượng Đức được giải phóng. Chiến thắng Thượng Đức đã tạo cơ sở thực tiễn quan trọng để Bộ Chính trị quyết định mở cuộc tổng tấn công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, thu non sông về một mối. Để làm nên chiến thắng Thượng Đức, gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng ngã xuống trên mảnh đất này. Năm 2002, địa điểm chiến thắng Thượng Đức đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Qua cầu Hà Nha, bắt gặp là ngọn núi Bằng Am cao trên 800 mét, trùng điệp rừng cây và mây trời bồng bềnh phủ lượn. Đỉnh Bằng Am có mặt bằng rộng trên 380 hecta. Nơi này từng là nơi ẩn cư của Đức Tùng Sơn, một chí sĩ yêu nước thời Cần Vương, và là căn cứ cách mạng trong những năm tháng đánh giặc
cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, địa hình lý tưởng và những giai thoại dân gian kỳ thú. Những câu chuyện lịch sử thấm đẫm tình đất, tình người đang góp sức định hình Bằng Am thành khu du lịch sinh thái, tâm linh hấp dẫn trong tương lai. Cách quốc lộ 14B chừng 2 cây số, chảy xuống từ những vách đá dựng Bằng Am là Khe Lim, dòng suối đá ngoạn mục nhất trên vùng núi non Đại Lộc. Khe Lim là địa chỉ lý tưởng cho những người yêu thích thiên nhiên, thêm vào chút cảm giác phiêu lưu trên đường dã ngoại. Thấp thoáng tựa dải lụa trắng vắt qua sườn núi xanh mờ, ví như cam ly của xứ anh đào mộng mơ. Du khách đến Khe Lim để khám phá sự hiểm trở, thưởng ngoạn cảnh trí nguyên sơ, tận hưởng không khí trong lành và làn suối trong mát, bỏ lại sau lưng bao khó nhọc vất vả của đời thường. Tạm rời xa những treo leo hiểm trở của suối đá, du khách về vùng B Đại Lộc, đến với thắng cảnh Khe Tân để ngỡ ngàng trước cảnh mây nước mênh mang. Hồ chứa Khe Tân là công trình thủy nông lớn thứ hai ở Quảng Nam, được kiến tạo từ những năm 80 của thế kỷ trước, chứa nguồn nước từ 9 con suối đổ về. Lòng hồ rộng gần 840 hectare, trước đây từng là làng mạc, một thời là chiếc nôi của cách mạng như Thọ Lâm, Hữu Niên, Tây An, An Bằng. Những hòn đảo lớn nhỏ nhấp nhô giữa biển hồ bao la, quanh hồ là những cánh rừng bạt ngàn với nhiều khe suối kỳ thú. Chiều Khe Tân, chiều trên quê tôi, đã lâu rồi một thời binh lửa, đi dưới trời mây trong hương đồng sắc núi, sao xuyến vui buồn, sao xuyến những câu thơ. Từ Khe Tân, du khách ghé xuống địa đạo Phú An, Phú Xuân, khu di tích lịch sử cấp quốc gia ở xã Đại Thắng. Địa đạo dài hơn 2.000 mét, được du kích và nhân dân địa phương đào bí mật bằng các phương tiện thô sơ những năm 1967-1968, làm nơi trú ẩn của quân dân và các cán bộ cao cấp của khu 5 và của tỉnh. Du khách đến địa đạo Phú An, Phú Xuân để được chiêm ngưỡng một kỳ tích, hiểu thêm về lòng kiên trung bất khuất của cả quân và dân Đại Lộc một thời đánh giặc oai hùng. Nơi hầm tối lại là nơi sáng nhất, nơi con nhìn ra sức mạnh Việt Nam. Cùng với hầm địa đạo, những hiện vật lịch sử ngấm đầy mồ hôi, nước mắt và cả máu của bao lớp cha anh được lưu giữ lại nhà trưng bày, như những nhân chứng biết hát về bản anh hùng ca của một thời máu lửa trên quê hương Đại Lộc anh hùng. Được tắm mát bởi hai dòng sông lớn, Đại Lộc chủ phú dồi dào sản vật, là vùng trọng điểm lúa của tỉnh Quảng Nam, nổi tiếng với những làng nghề như trống Lâm Yên, tơ Giao Thủy, đá An Chánh, rau bầu tròn, hương Phú Lộc, bánh tráng Ái Nghĩa. Làng nghề làm trống Lâm Yên, thôn ấp Nam, xã Đại Minh, từng nổi tiếng là nơi cung cấp các loại trống nhạc, trống hội đi khắp Bắc Nam. Ca ngợi làng trống Lâm Yên, người xưa từng có câu: trống Lâm Yên, chiêng Phước Kiều. Trống Lâm Yên với đầy đủ kích cỡ, được làm từ nguyên khối, mặt trống căng từ những tấm da trâu to bản chắc chắn. Người thợ Lâm Yên còn chế tác những mõ gỗ với âm thanh trầm vang, bề mặt mõ được chạm trổ công phu với đủ hình rồng phượng tinh tế sắc sảo. Tương truyền, nghề trống Lâm Yên khởi đầu từ những năm đầu của thời Trịnh Nguyễn phân tranh,
với nhiều gia đình nghệ nhân đã truyền qua hàng chục thế hệ. Hiện nay, trong vòng xoáy nghiệt ngã của kinh tế thị trường, một số cư dân làng Trống Lâm Yên vẫn giữ ngọn lửa nghề như một nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Đến Đại Lộc sẽ là một thiếu sót nếu không nhắc đến bánh tráng và nghề làm bánh tráng. Bánh tráng Đại Lộc làm từ thứ gạo quê thuần túy, thơm, ngon và dẻo qua bàn tay khéo léo của người dân Đại Lộc. Chiếc bánh vẫn giữ được vị gạo quê thơm lừng, đọng nơi đầu lưỡi. Bánh tráng Đại Lộc còn gắn liền với một món ngon khác, bánh tráng thịt heo. Bánh tráng, thịt heo, các loại rau, mắm nêm, tất cả hòa quyện với nhau tạo thành món ăn dân dã mang cái hồn riêng của người xứ Quảng. Truyền thống văn hóa lịch sử lâu đời của một vùng đất, sự ưu đãi hào phóng của thiên nhiên cộng với vị trí địa lý thuận lợi, tất cả đã kết nối tạo nên cho ngành du lịch Đại Lộc một bức tranh tổng thể khá hoàn hảo, nhiều sắc màu, bao gồm du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh, du lịch làng quê, làng nghề. Trong tương lai gần, Đại Lộc sẽ tập trung đầu tư phát triển Khe Lim, Khe Tân và Suối Mơ làm những điểm nhấn cho du lịch sinh thái phát triển. Đỉnh Bằng Am có nhiệt độ thấp hơn đồng bằng từ 8 đến 10 độ C. Không khí quanh năm mát mẻ, trong lành. Được định hướng hình thành khu nghỉ dưỡng cao cấp với sân golf, cáp treo, dù lượn, biệt thự, hồ bơi và các dịch vụ vui chơi, giải trí khác. Đại Lộc đang chú trọng bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể địa phương thông qua việc khôi phục các lễ hội dân gian đặc sắc, gìn giữ các làng nghề truyền thống, tôn tạo các di tích lịch sử, văn hóa, làm cơ sở hình thành các tour du lịch trải nghiệm, du lịch văn hóa, lịch sử, du lịch làng quê. Với sự kết nối chặt chẽ giữa các loại hình du lịch mang bản sắc riêng và địa bàn gần gũi với các trung tâm du lịch xung quanh như Đà Nẵng, Hội An, Mỹ Sơn, có thể kỳ vọng du lịch sẽ đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội của Đại Lộc, góp phần thúc đẩy hoàn thành sớm mục tiêu xây dựng Đại Lộc trở thành huyện nông thôn mới và mở rộng không gian phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam. Dòng sông hát giai điệu ngọt ngào, dòng nước vu ra con sông nhấp nhô, sông Thu vườn trong nắng mây trời bênh bông, đôi bờ hò hẹn sao xuyên tình quê, đón gió xuân sang cánh đồng thơm hương lúa, con đường làng nối những bờ vu rộn ràng, nhịp trống Lâm Yên vang vọng về thương đức mênh mang. Đại Lộc ơi, yêu sao miền quê mến thương, xanh nương dâu tầm ươm kén tơ, con sông xưa nhẹ êm gió đưa lời ru mẹ hát, sông xuôi mát trăng khai lim dệt nên trăm năm vẹn câu ước thề.
Về cùng anh ta chung xây làng quê thắm tươi, tay trong tay cùng nhau hát vang trên quê hương ngạt ngào sắc xuân. Đại Lộc ơi, xanh trong miền quê mến thương, ai đi xa mà không vấn vương câu ca xưa về trong giấc mơ bồng bềnh nỗi nhớ. Dòng sông Hán trăng lung linh thuyền neo bến quê, gieo câu thơ cùng ươm ước mơ cho trăm năm vẹn câu ước thề. Về cùng anh ta chung xây làng quê thắm tươi, tay trong tay cùng nhau hát vang trên quê hương ngạt ngào sắc xuân.